Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với tin tức 24 giờ TV. Cùng với chúng tôi trong những phút sắp tới đây, quý vị sẽ không bỏ lỡ những thông tin thời sự an ninh đáng chú ý nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo làm rõ vụ bác sĩ bị tố gạ dịch vụ mai táng. Bé trai 19 tháng tuổi tử vong bất thường tại điểm trông trẻ tự phát. Bị vây đánh trẻ em, Ba công nhân điện gió trốn vào nhà chủ tịch xã ở Quảng Trị. Đình chỉ nữ chủ tịch xã do để dịch lây lan trong cộng đồng ở Bình Định. Nhân viên điện lực cứu kịp thời hai cháu bé thoát chết trong gang tấc. Bắt chủ tịch giám đốc công ty liên quan đường dây mua bán hóa đơn gần 100 tỷ đồng. Bắt giám đốc làm giả hàng trăm giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Bắc Ninh. Bắt giữ hai đối tượng Trung Quốc vận chuyển hơn 1,4 tấn thực phẩm nhập lậu. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo làm rõ vụ bác sĩ bị tố gạ dịch vụ mai táng. Ngày 13 tháng 8 trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho hay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn giao Sở Y tế kiểm tra xác minh, làm rõ vụ việc báo chí phản ánh sự việc người thân của một bệnh nhân COVID-19 tử vong, tố một bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Phú Yên bao làm dịch vụ mai táng trọn gói với giá cao. Trước đó, tối ngày 11 tháng 8, văn phòng tỉnh ủy Phú Yên có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy về vụ việc trên. Theo đó, Thường trực tỉnh ủy giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm và thông tin rộng rãi để nhân dân biết, báo cáo Thường trực tỉnh ủy kết quả thực hiện. Sáng 12 tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên có công văn cho biết sau khi có báo cáo chính thức của Sở Y tế, chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sở thông tin và truyền thông sẽ sớm có thông cáo báo chí nêu rõ vụ việc nói trên để báo chí thông tin rộng rãi nhân dân biết. Như tin tức 24 giờ TV đã thông tin, ông võ ngọc châu ngụ tại phương 5 thành phố tuy hòa tỉnh phú yên phản ánh chị dâu ông qua đời tại bệnh viện đa khoa phú yên sáng ngày 9 tháng 8 do mắc covid 19. Do chồng và con bệnh nhân không có mặt nên ông Châu cùng với người cháu đến nhận thi thể làm thủ tục để đưa chị dâu mình đi hỏa táng. Theo ông Châu, trong quá trình ông nhận thi thể chị dâu mình, có một bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Phú Yên nói với ông có dịch vụ mai táng trọn gói, lo tất cả mọi việc. Tuy nhiên, do giá quá cao nên ông Châu không đồng ý sử dụng dịch vụ đó. Ông Châu mua quan tài bên ngoài rồi đưa vào nhà xác của bệnh viện tẩm luyện chị dâu để đưa đi hỏa táng và không sử dụng dịch vụ mai táng trọn gói, nên vị bác sĩ đã gây khó khăn đối với ông trong quá trình tẩm liệm, đưa quan tài lên xuống xe. Trong khi đó, theo bác sĩ Phạm Hiếu Vinh, giám đốc bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên, tại cuộc họp với lãnh đạo bệnh viện, vị bác sĩ trên cho rằng ông không hề đề nghị người thân bệnh nhân COVID-19 tử vong sử dụng dịch vụ như họ phản ánh. Vị bác sĩ không thể cho thêm người nhà bệnh nhân tử vong vào khu vực nhà xác do quy định chỉ được hai người vào để đảm bảo phòng chống dịch. Theo bác sĩ Vinh, bác sĩ trên chỉ hướng dẫn hỗ trợ người nhà tử vong, chưa không đề nghị họ sử dụng dịch vụ gì vì bệnh viện đa khoa Phú Yên không có nhà tang lễ và không có dịch vụ mai táng. Bé trai 19 tháng tuổi tử vong bất thường tại điểm trông trẻ tự phát. Ngày 13 tháng 8, một lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Krong Năng Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra sự việc bé trai 19 tháng tuổi tử vong trong tư thế đầu chúi vào thao nước tại khu nhà vệ sinh của gia đình bà P 48 tuổi, ngụ tại thị trấn Krong Năng. Qua xác minh, bà P nhận giữ khoảng từ 3 đến 4 trẻ, thu phí 40.000 đồng mỗi ngày. Ngay sau khi xảy ra sự việc, phòng đã cử các cán bộ kiểm tra, phát hiện đây là điểm giữ trẻ không được cấp phép. Liên quan đến vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Crong Nang đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y và điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Bị vây vì đánh trẻ em, ba công nhân điện gió trốn vào nhà chủ tịch xã ở Quảng Trị. Ngày 13 tháng 8, ông Hồ Văn Carai, Chủ tịch UBND xã Húc, huyện Hướng Hóa cho biết, chính quyền địa phương, công an xã, công an huyện đang làm rõ thông tin ba thanh niên là nhân viên một công ty điện gió đang thi công trên địa bàn xã Húc, đánh đập trẻ em trên địa bàn. Ông Hồ Văn Carai kể, lúc 12 giờ ngày 10 tháng 8, khi ông đang ngủ trưa thì có người lao vào nhà ông rồi hét lên, tụi em bị rượt đuổi anh ơi. Ông Carai hỏi vì sao bị đuổi đánh, thì nhóm này nói họ có đánh một đứa trẻ. Trung tá Hoàng Minh Tới, trưởng công an xã Húc cho biết, trẻ bị đánh tên Hồ Văn Tê, 13 tuổi, trú tại thôn Tari 2, xã Húc. Sau đó khi bị nhiều thanh niên ở xã Húc rượt đuổi, nhóm ba người của công ty điện gió đã tháo chạy về hướng nhà chủ tịch ủy ban nhân dân xã Húc. Có một thanh niên chạy vào tận buồng ngủ của nhà chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hồ Văn Karai trốn. Vì vậy nhiều người dân xã Húc bức xúc kéo đến đứng bên ngoài nhà ông Karai yêu cầu những thanh niên này phải trình diện. Chỉ đến khi lực lượng chức năng có mặt vận động, giải thích cũng như cam kết của cơ quan công an cùng phía đại diện công ty sẽ làm rõ vụ việc, sự bức xúc của người dân mới dịu lại. Trung tá Hoàng Minh tới cho biết nhóm người của công ty điện gió thừa nhận có đánh cháu Tê nhưng cho rằng vì cháu đã gây hấn trước. Theo Trung tá tới, công an chưa làm việc với cháu Tê vì sau khi sự việc xảy ra, cháu Tê bị thương ở mũi nên phải đưa đi viện thăm khám. Thời gian tới, công an xã Húc sẽ tiếp tục lấy lời khai của các bên để làm rõ sự việc, ai sai đến đâu xử lý đến đó. Chủ tịch UBND ban nhân dân xã Húc Hồ Văn Kara cho biết, những thanh niên công ty điện gió chạy vào nhà ông trốn và người dân lại nghĩ là ông bảo kê cho công ty điện gió. Ông Kara chia sẻ, bức xúc gì người dân cũng phải bình tĩnh, sẽ có cơ quan chức năng xử lý. Nếu bà con bức xúc, nóng quá làm bệnh. Hay đánh người của người dự án điện gió dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì sẽ vi phạm pháp luật thiệt thân. Đình chỉ nữ chủ tịch xã do để dịch lây lan trong cộng đồng ở Bình Định. Ngày 12 tháng 8, ông Huỳnh Công Nghĩa, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ân Trường Tây do để dịch lây lan trong cộng đồng. Bà Hà bị đình chỉ công tác 15 ngày kể từ 11 tháng 8 để xem xét làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Trước đó vào ngày 9 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định công bố 23 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng trên địa bàn xã Ân Tường Tây. Tất cả các ca bệnh này đều liên quan đến nữ bệnh nhân 215.843, 16 tuổi, đi từ Bình Dương về đến xã Ân Tường Tây ngày 25 tháng 7, được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm PCR hai lần đều âm tính. Tuy nhiên, kết quả test nhanh ngày 7 tháng 8 và xét nghiệm PCR ngày 8 tháng 8 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 11 tháng 8, xã Ân Tường Tây đã có 31 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân đã áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với xã Ân Tường Tây. Nhân viên điện lực cứu kịp thời hai cháu bé thoát chết trong gang tấc. Cụ thể, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 tại số nhà 244 thuộc tổ 2 phường Sapa, thị xã Sapa, Lào Cai. Cùng thời điểm này, anh Nguyễn Trung Thành, lái xe cầu của Điện lực Sapa và Công ty Điện lực Lào Cai đang đi làm nhiệm vụ, đã nhanh trí cho cầu lên tầng 2, cứu được hai cháu bé thoát khỏi nguy hiểm trong gang tắc. Cùng tham gia còn có anh Trần Xuân Khang, đội trưởng đội quản lý tổng hợp, anh Trần Văn Nhâm, đội phó đội quản lý tổng hợp của Điện lực Sapa. Tại hiện trường cũng như clip ghi lại cho thấy, khi đám cháy mới bắt đầu, khói đen phủ kín tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà. Ngay lúc này thấy xe của điện lực Sapa di chuyển gần đó, người dân đã hô hoán và kêu cứu. Lập tức anh Thành đã nhanh trí lái xe cầu đến gần vị trí đám cháy, điều khiển cầu lên tầng 2 và cứu được hai cháu bé. Sau khi cầu vừa di chuyển, đưa cháu bé đến khu vực an toàn, hàng loạt tiếng nổ lớn đã vang lên, toàn bộ ngôi nhà đã chìm trong biển lửa. Sáng nay, công ty điện lực Lào Cai cũng đã khen tặng hành động mưu trí dũng cảm đối với những nhân viên điện lực Sapa đã giải cứu hai cháu bé khỏi đám cháy. Sau vụ cháy, Bí thư thị xã Sapa Phan Đăng Toàn cũng đã có chỉ đạo đôn đốc các cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho dân trên địa bàn thị xã. Bắt chủ tịch giám đốc công ty liên quan đường dây mua bán hóa đơn gần 100 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Danh tính các đối tượng gồm Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dịch vụ Thương mại, Xây dựng Phương Anh, Lê Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty Vận tải Hùng Trang và Đinh Thị Nga, Kế toán Công ty Phương Anh. Theo tài liệu điều tra, công ty Phương Anh và công ty vận tải Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Từ 5% không có hàng hóa dịch vụ kèm theo với giá dao động từ 5% đến 8%, giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trong hóa đơn để kiếm lợi bất chính. Từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại vận tải Hùng Trang và công ty dịch vụ thương mại vận tải xây dựng Phương Anh đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn giá trị gia tăng, gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước. Tổng số tiền giao dịch thể hiện trong hồ sơ lên tới gần 100 tỷ đồng. Bắt giám đốc làm giả hàng trăm giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Bắc Ninh Mới đây, Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh kiểm tra văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế in ấn quảng cáo thiên nhân tại khu Chu Mẫu, phường Vân Dương do Trần Tấn Dương, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Đồng Tháp làm giám đốc. Tại công ty in, lực lượng chức năng phát hiện Dương đang có hành vi bán 5 phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh, một phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 real-time PCR và 6 phiếu thu tiền nghi là giả của công ty cổ phần bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ cho Vũ Văn Tiến, sinh năm 1989 ở Bắc Ninh, với số tiền là 1 triệu đồng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số phiếu xét nghiệm và số tiền nêu trên. Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Dương là giám đốc công ty cho nhiệm mẫu hạn thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân có trụ sở tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và mở thêm văn phòng tại khu Chu Mẫu, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh. Nắm bắt được nhu cầu của công nhân và các lái xe đường dài, lái xe cho các công ty trong các khu công nghiệp cần phải có phiếu xét nghiệm COVID-19 để đi lại và vào làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Dương nghĩ cách làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19 của công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh để bán kiếm lời. Dương đã sưu tập và scan phiếu xét nghiệm thật có dấu đỏ của công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ lưu lại trên máy tính, sau đó chỉnh sửa thông tin cá nhân theo yêu cầu của khách đến mua. Để hoàn thiện các phiếu kết quả xét nghiệm, Dương tự ký giả vào mục kỹ thuật viên và lãnh đạo bệnh viện. Bước đầu Dương khai nhận qua thủ đoạn nêu trên đã bán được khoảng 200 phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 chủ yếu bán cho công nhân với giá 150.000 đồng với phiếu xét nghiệm nhanh và 250.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm real-time PCR. Qua giám định, Công an thành phố Bắc Ninh làm rõ các tài liệu con dấu chữ ký trong các giấy tờ bằng cấp là giả. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp để tiến hành khám xét văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân và đã phát hiện thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi làm giả giấy xét nghiệm của Dương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Tấn Dương về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Bắt giữ hai đối tượng Trung Quốc vận chuyển hơn 1,4 tấn thực phẩm nhập lậu. Mới đây, đội tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng Cha Cổ, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới tại khu vực cửa sông Bắc Luân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã phát hiện và bắt giữ một bè mạng xốp không biển kiểm soát. Phương tiện máy lắt công suất 4,2 cv do hai đối tượng Tang Jiaquan, hay còn gọi là Đường Giai Quyền, và Tang Jingyuan, Đảm Cảnh Nguyên, trú tại tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, điều khiển, đang có hành trình hướng từ Trung Quốc vào khu vực Gian Hầu, thuộc vùng biển Trà Cổ Việt Nam. Tiến hành kiểm tra trên phương tiện có chở 16 bao tải dứa, bên trong chứa 1.440 kg thịt vịt và dạ con lợn đông lạnh. Theo khai nhận của các đối tượng, Số hàng hóa trên được hai đối tượng nhận vận chuyển thuê cho một người tên A Hải từ cảng Trúc Sơn, Trung Quốc sang khu vực Giàn hầu phía bên Việt Nam với tiền công 1.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, khi đang trong hành trình di chuyển, các đối tượng đã bị bộ đội biên phòng Trà Cổ phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc vẫn đang được đội biên phòng Trà Cổ củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Thời lượng của bản tin tin tức 24 h TV đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.